Tất tần tật về bốn mẫu iPhone 12 vừa ra mắt, điều tuyệt nhất là giá mềm hơn hẳn so với năm ngoái. Vào 0 giờ ngày 14 tháng 10 giờ Việt Nam, sự kiện High Spirit chính thức diễn ra. Trong sự kiện lần này, Apple đã cho ra mắt những sản phẩm đặc biệt và nổi bật nhất là bốn mẫu iPhone mới nhất của năm 2020, bao gồm iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max. Vậy những mẫu iPhone mới của năm nay sẽ có gì đặc biệt? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay dưới đây. iPhone 12 mini và iPhone 12, tổng quan thiết kế. Đầu tiên là iPhone 12 và mẫu tí hon iPhone 12 mini. Đúng như tin đồn, iPhone 12 lộ diện với các cạnh viền vuông vức, nam tính, kèm theo 5 màu sắc để lựa chọn bao gồm đen, đỏ, trắng, lam và lục. Chiếc iPhone 12 mới ra mắt có sự đột phá trong thiết kế, với độ mỏng giảm hơn 11%, nhỏ hơn 15% và nhẹ hơn 16% so với các mẫu tiền nhiệm. Cả hai phiên bản đều được trang bị mặt kính ceramic side, được đánh giá là cứng hơn bất cứ điện thoại nào có mặt trên thị trường. Cấu hình. Cũng như dự đoán, cả hai thiết bị đều được trang bị con chip mạnh nhất của Apple hiện nay, A14 Bionic. Con chip này cũng được đánh giá là vi xử lý trên điện thoại nhanh nhất thị trường với 6 nõi CPU, 11,8 tỷ bán dẫn, 4 nõi GPU, nhanh hơn 40% so với A13. Camera. Cả iPhone 12 và phiên bản mini đều sẽ được trang bị camera kép gồm ống kính rộng và siêu rộng với độ phân giải 12 megapixel. Chất lượng quay video trên iPhone 12 sẽ nằm top đầu thế giới. Cụm 3 camera mặt sau bao gồm một camera ultra wide cho góc chụp siêu rộng, một camera góc rộng và một camera tunnel để chuyên chụp chân dung. Kết hợp lại, chúng cho phép iPhone 12 Pro khả năng zoom quang lên đến 4 lần và 5 lần đối với iPhone 12 Pro Max. Mức giá. Giá bán của hai phiên bản iPhone năm nay được đánh giá là khá mềm. Cụ thể, iPhone 12 mini có giá từ 699 USD và iPhone 12 có giá từ 799 USD. Nhân vật chính, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max. Thiết kế. Hai mẫu cao cấp nhất là iPhone 12 Pro và iPhone Pro Max lộ diện với thiết kế rất cao cấp đúng như mong đợi. Với các màu sắc gồm bạc, xám đen, vàng và đặc biệt là sự xuất hiện chưa từng có, màu Pacific Blue, tạm dịch làm đại dương. Ở bên ngoài, Apple sử dụng thép không gỉ và kính cường lực ceramic shield cho độ bền cao tương tự iPhone 12. Màn hình Super Retina XDR có mật độ điểm ảnh siêu khủng, tỷ lệ tương phản siêu cao. Ngoài ra, hai chiếc điện thoại cũng được trang bị tiêu chuẩn chống bụi và chống nước IP68. Kích cỡ màn hình của iPhone 12 Pro và Pro Max cũng có sự thay đổi nhẹ. Màn hình iPhone 12 Pro Max tăng từ 6,5 lên 6,7 inch, trong khi iPhone 12 Pro tăng từ 5,8 lên 6,1 inch bằng kích cỡ của iPhone 11. Cấu hình. Cũng giống như iPhone 12 và phiên bản mini, cả hai mẫu iPhone cao cấp nhất của Apple cũng được trang bị con chip A14 Bionic như một sự đảm bảo về hiệu năng cực đỉnh của dòng thiết bị mạnh nhất thị trường. Ngoài ra còn có một tin mừng cho các iFan, năm nay hai mẫu iPhone cao cấp nhất của Apple được nâng cấp về dung lượng, thấp nhất là 128GB thay vì 64GB như năm ngoái. Camera. Camera của hai dòng iPhone cao cấp cũng là điểm đáng chú ý, vẫn giữ nguyên thiết kế 3 thấu kính nhưng hai chiếc máy được trang bị cảm biến to hơn, giúp ảnh sáng và đẹp hơn. Ngoài ra có cả tính năng chống rung cộng thêm thuật toán Apple Pro Raw. Apple cam kết hai dòng iPhone cao cấp của mình sẽ cho ra chất lượng hình ảnh vượt trội so với thiết bị di động khác đang có mặt tại hiện trường. Giá bán. Mức giá dành cho iPhone 12 Pro từ 999 USD và iPhone 12 Pro Max là 1099 USD cho phiên bản thấp nhất. Đáng chú ý, mức giá dành cho phiên bản dung lượng cao nhất được giảm nhẹ 100 USD so với iPhone 11 Pro Max, chỉ còn 1399 USD.
Theo thông tin từ Apple, hãng sẽ cho ra mở đặt trước từ ngày 16 tháng 10 và thiết bị về tay người dùng vào ngày 23 tháng 10 đối với iPhone 12 và iPhone 12 Pro. Riêng ai muốn sở hữu iPhone 12 Pro Max sẽ phải chờ đợi lâu hơn một chút. Dự tính bạn được đặt hàng vào ngày 6 tháng 11 và sở hữu thiết bị vào ngày 13 tháng 11. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.